Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phương Trình Social Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là thân lọc nhiên liệu. Thân lọc nhiên liệu mà có anh em gọi cái này là bơm tay của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Đấy, cái này nó mà có anh em gọi là thân của cái lọc nhiên liệu, có anh em thì gọi là cụm bơm tay. Đấy, của dòng xe Mitsubishi. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe đây, rắc của nó, rắc cái này hai rắc nhá. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe bị hỏng mất cụm thân lọc nhiên liệu này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu thay thế thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi phục vụ các bạn cách hoàn toàn miễn phí, và đừng quên để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi.